Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube này của mình nha. Bắt đầu trong video hôm nay, mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh về một ngôi nhà với những phong cảnh xung quanh gồm có bãi đất, cây và ông mặt trời, đám mây. Hãy cùng mình tô màu cho bức tranh này. Chả quen em ạ. Bình thường nhờn nhơ lắm, ngày thứ bảy là anh. Trước tiên thì mình sẽ tô màu cho nóc nhà bằng cái bút chì màu tím này. Quẹt rồi, có quẹt hoa trúng này. Quẹt. Em có thấy bình thường giờ này là anh nghỉ không? Em biết rồi, 1 giờ gì. Đúng rồi, nay quá 10 phút rồi đấy. Trời ơi. Ok, quá 1 rưỡi rồi chứ đủ. Chiều nay khi 1 giờ phải dậy với đùa đâu. Thật à? Không biết thật à? Đang ngủ 2 giờ quen mắt. Kiểu gì lên kênh này lại kháng giờ nữa mà. Chỉ là lấy video của mình thì kiểu gì lại chuẩn bị kháng giờ mà. Nhưng phải chuẩn bị cho những ngày đấy nhé. Chẳng đời. Khoảng mấy trăm cái. Chị Ngân có 3 kênh thì chỉ được 1 kênh. Lấy review không? Ừ. Thế thì thôi giờ em chuyển sang review luôn đi. Vẽ xong cuối cùng có ai dùng đâu. Phí thời gian này. 4 tháng vẽ chưa lấy từ đầu tháng đấy. Review mãi rồi mới hết đồ chứ. Thì thế. Em bảo cái mới lấy vẽ đây. Không thì bây giờ thử hỏi xem là review lại cái đồ đấy nhưng đổi góc được không? Sang chỗ Nguyệt luôn. Thank you.
bức tranh về ngôi nhà nằm giữa phong cảnh gồm có các cây và ôm mặt trời mây xanh này đã được mình hoàn thành rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.